Audi trân trọng kính chào quý khách. Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn anh em đã cùng quay trở về với video ngày hôm nay. Ngày hôm nay Dũng Audi sẽ lại lên sóng review trực tiếp, giới thiệu trực tiếp cũng như báo giá về một chiếc xe đang cùng có mặt tại chợ. Trước mắt toàn thể anh chị em đang là một chiếc Focus đời 2005, đăng ký 2006. Xe được trang bị động cơ 2.0 AT. Hiện tại giá bán của chiếc xe này tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương là 190 triệu đồng. Chỉ với 190 triệu đồng thôi, anh chị đã sở hữu về cho mình và gia đình một chiếc xe rất đẹp, động cơ mạnh mẽ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi một vòng để cùng theo dõi về tổng thành, form dáng, ngoại thất, màu sơn của chiếc Focus đời 2005. Chiếc xe của chúng ta được sở hữu một màu đen huyền bí, động cơ 2.0 mạnh mẽ AT. Giá bán thì vô cùng hợp lý, chỉ có 190 triệu đồng mà thôi. Anh chị em xem xe có thể xem xe trực tiếp, lái thử cũng như cảm nhận tại địa chỉ lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Mọi chi tiết anh chị em cũng có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0855 966 966. Dũng Audi sẽ có những tư vấn trực tiếp, gửi hình ảnh, gửi video cũng như báo giá cho tất cả các chị. Những ai chưa đăng ký kênh cũng vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi Dũng Audi có những video review trực tiếp xe và lên sóng báo giá cho tất cả các chị trong khung giờ hàng ngày. Buổi trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ. Buổi tối từ 20 giờ cho tới 21 giờ. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đi một vòng tham quan chiếc xe Focus đời 2005, đăng ký 2006. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào từng đường nét và chi tiết cùng những trang thiết bị được lắp đặt trên chiếc Focus 2005 này. Xe của chúng ta được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS cực kỳ an toàn. Xe được sở hữu một màu đen huyền bí, còn rất mới và đẹp. Vâng. Bên trong chiếc xe của chúng ta được trang bị hệ thống gương kính điện. Nội thất rộng rãi. Tắp ly tắp lô hai màu, màu đen và màu kem. Ghế da nguyên bản, màu ghi xám. Trần nỉ. Bên trong nội thất của chiếc Focus được trang bị hệ thống CD theo xe, hộp số tự động. Hơn nữa thì xe cũng có một số các bàn phím được tích hợp trên vô lăng. Bên trong nội thất còn rất rộng rãi, thoải mái. Mọi thứ gần như nguyên bản. Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với từng đường nét và chi tiết ở phía sau xe. Xe của chúng ta ở phía sau được trang bị hệ thống cảm biến sau xe, phát tín hiệu an toàn mỗi khi chúng ta gặp chướng ngại vật ở phía sau, tăng thêm rất nhiều tính an toàn cho xe ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từng đường nét và chi tiết. Đầu tiên, đó là những chi tiết ở bên cánh lái. Anh chị em có thể nhìn thấy đây ạ. Đai ốc. Tiếp đến, đó chính là phần keo chỉ
Vâng. Đây ạ, đây là phần keo chỉ ở cánh lái này. Từng chi tiết nhỏ sẽ được review trong video ngày hôm nay để cho anh chị có được những cảm nhận về chiếc xe đang cùng được review và xuất hiện tại video này. Tiếp đến đó là phần cánh cửa phía sau. Đây ạ. Đai ốc còn nguyên. Từng chi tiết. Keo chỉ. Bên trong rất rộng rãi. Điều hòa hai vùng độc lập. Nội thất nguyên bản. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần cốp xe. Cốp rất rộng rãi. Chứa được nhiều đồ. Phần trang bị của phía sau. Được trang bị lốp sơ cua. Thiết bị nâng hạ. Cũng như phụ tùng theo xe. Đây là phần đai ốc ở nắp cốp. Đai ốc ở nắp cốp. Phần keo chỉ ở nắp cốp đây. Còn rất mịn mà. Vâng. Không mất đi đâu một phân chỉ nào cả anh chị em nhé. Còn đây ạ. Đây là phần máng nước phía sau xe đây. Đai ốc đây ạ. Còn nguyên bản ạ. Phần keo chỉ còn rất chắc chắn. Ăn khít. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những cánh còn lại. Đây là cánh phụ. Đây anh chị em thấy không ạ? Đai ốc mọi thứ còn nguyên bản. Phần keo chỉ. Đây là phần cửa trên của ghế phụ, cánh phụ. Đai ốc còn nguyên ạ. Keo chỉ. Mọi thứ còn rất ăn khít. Rất tuyệt vời. Xin mời anh em chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu xe. Chúng ta sẽ cùng đến với từng đường nét và chi tiết ở nắp cabo cũng như là phần động cơ của xe. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần đai ốc trên phần nắp cabo. Đai ốc trên nắp cabo đây ạ. Vâng. Đây là phần đai ốc trên nắp cabo. Nguyên dấu vết của thời gian. Đây là phần keo chỉ. Đấy ạ.
mọi thứ gần như là còn nguyên bản. Vâng ạ. Phần keo chỉ, đây là phần tấm ốp tản nhiệt ở phía dưới đấy ạ, vẫn còn nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần động cơ của xe. Xe được trang bị động cơ 2.0 mạnh mẽ. Bên trong đai ốc tất cả mọi thứ đấy ạ, nguyên bản. Anh chị em chúng ta có thể quan sát từng chi tiết nhỏ, động cơ, và đây là toàn bộ những chi tiết bên trong xe. Tất cả mọi thứ còn bền bỉ với thời gian. Dòng phớt tất cả mọi cái còn nguyên anh chị em nhé. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đi một vòng dạo quanh chiếc xe Focus đời 2005, đăng ký 2006. Anh chị em nếu như yêu thích chiếc xe này, có thể xem xe trực tiếp tại địa chỉ Lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh chị em cũng có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại hotline 0855 966 966 để biết thêm chi tiết. Dũng Audi sẽ có những tư vấn trực tiếp cho toàn thể anh em, gửi hình ảnh cũng như video báo giá. Vâng, video ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Rất mong muốn sẽ được gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo. Và những ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi Dũng Audi lên sóng. Trong khung giờ hàng ngày, buổi trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ, buổi tối từ 20 giờ cho tới 21 giờ. Dũng Audi xin được gửi lời cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.